gần 100 năm suốt cuộc đời. Mừng cha vẫn khỏe, vẫn tươi vui. Chỉ qua giờ phút cha lâm bệnh, cha đã mau chân hiến cuộc đời. Con tưởng cha chưa đến mệnh nào, đời người xem tựa giấc chiêm bao. Cha ơi, cha đã không còn nữa, để lại cháu con phút nghẹn ngào. Nhớ cha, nhớ lại những năm xưa, nhớ tuổi thanh xuân mới độ nào. Cha dạy chúng con cùng con cháu, tưởng chừng năm tháng chẳng là bao. Nhớ lại trong cha bao kỷ niệm, còn đâu tâm sự nữa cha ơi. Vĩnh biệt chúng con có mấy lời, ngót trăm năm tình huyết thống, lòng đầy thương nhớ biết bao nhiêu. Từ nay con biết tìm đâu thấy, chỉ thấy hương bay nến ảnh thờ. Kể hết sau đây lời thắm thiết, chân thành con chỉ biết khóc trong thơ. Đời cha từng trải gian lao, vì con cha đã vượt qua bao nhọc nhằn. Lời cha dạy con đinh ninh trong dạ, ơn nghĩa cha ví tựa núi sông. Làm tôn quý tử tươi hồng, cha ơi công dưỡng dục ví bằng biển cả. Ơn sinh thành ví tựa non cao. Những mong báo đáp công lao, giờ đây con biết nơi nào tìm cha. Đâu còn thấy vào ra bóng dáng của cha già trăm kính ngàn yêu. Nhớ cha sớm sớm chiều chiều, bữa ăn giấc ngủ bao điều ngẩn ngơ. Đêm thương ngày nhớ thẫn thờ, đau thương này biết bao giờ cho nguôi. Âm dương đôi nẻo cách vời, cha về con ở trên đời vắng cha. Dâng cha hương ngát ngàn hoa, non bồng tiên cảnh mong cha sớm về. Cha ơi, chúng con nhớ cha trong buổi xuân xanh. Ơn cha đạo cả sinh thành, đêm ngày dạy dỗ đường ăn lối ở. Việc cửa việc nhà lại lo bề nghi thất nghi gia, cho sum họp chúc may bạch đoá. Chúng con nhớ chữ cương thường đạo cả, lòng những lo hiếu thảo đền ơn. Nhất kiệm cần hằng giữ sớm hôm,
mày mới được ra đường cơ chỉ. Cha ơi, cảnh gia đình đang hòa hiếu chung vui đầy sân hòe quế, thì bỗng đâu một cơn gió cả chút bẻ nhành mai, làm hoa lìa cây rụng cánh rối bời, làn én lìa đàn kêu xuân vỏ võ. Chúng con những mong cha thêm trường thọ, dìu dắt chúng con khuyên nhủ nên người. Ai ngờ trăng lặn sao rời, cha vội về Tây Trúc. Đây là những vòng hoa thấm đượm nghĩa tình. Viếng người nay đã trở thành cổ nhân, đúng là một người nằm xuống cả làng xã tiếc thương. Sau khi gia đình làm lễ nhập quan cho ông, cho tới giờ này đã có hàng trăm lượt người, bà con trong thôn, trong xã về phòng tang lễ gia đình hỏi thăm, chia buồn cùng với gia quyến. Còn đây là hàng chục vòng hoa của các tổ chức, cơ quan đoàn thể, các hội tình nghĩa hiếu viếng cha, với những cánh hoa vạn tử thiên hồng, cánh hoa thắm đượm nghĩa tình, viếng người nay đã trở thành cổ nhân. Nhớ người từng đã bao năm góp phần tô đẹp cảnh xuân quê nhà. Nay dù người đã đi xa, nghĩa tình sinh tử thiên thu vẫn còn. Đêm cuối cùng, ông nghỉ lại trong ngôi nhà với gia đình con cháu đã qua đi. Bình minh một ngày mới lại về. Tiếng chiêng, tiếng trống của ban tang lễ vừa thong thả đổ hồi, như thông báo với cán bộ và nhân dân thôn làng giờ truy điệu và tiễn đưa ông ra nơi tĩnh địa. Cha ơi, gần đến giờ tiễn cha, con càng thêm ngậm ngùi trong dạ. Dòng lệ thương cha lã chã tuôn rơi, đau lòng con lắm cha ơi. Hương hoa kính cẩn dâng người hôm nay, lòng thành kính xin cha nhận lấy. Vâng lời cha thường dạy cháu con, hiếu trung hai chữ vẹn tròn, để cha yên giấc cửu tuyền ngàn thu. Thank you.
nhà Phật có dạy rằng là con Phật là tâm tinh đấy là có là đợi giờ thuận sinh vòng quay trở xuống một phút liền ra cửa Bát Nhã Môn đường xá khô khan vòng ra chẳng đường có một ít nước Đức Phật để dành phá cửa môn đỉnh trỏ vòng xuất thế vòng mới ra ngoài với hưởng lắm người nhờ ơn cha mẹ nghe nó đời bạn kia vòng mới xuất đi tạo hóa trời vòng thời nghe nấy sinh tử cũng vậy chẳng khác gì nhau vòng xá ra đầu ra đi cho kiếp sinh thời phá huyết tử thời phá căn đồng tộc an khang ca trương thiên thu vạn vạn tuế lễ tạ vong linh cụ hai lễ quốc cùng ba các bác từ trời bác đều là con trai và lạy cha hai lễ xin bác kính mời bác thứ xong đến là các bác là con dâu của cha con dâu trưởng đến thứ tiếp đến các bác là con gái của cha sau đó là đến các bác là con rể của cha
Rồi tiếp đến các đây cháu nội của ông. Cho đến các cháu nội, đến các cháu ngoại của ông. Trên để xin là kính mời em gái và bảy em gái của ông lên thắp mật tuần nhang của anh về cầu chúc anh về nơi chín suối. Tiếp sau đó là cái các cháu gọi bằng bác bằng chú. Nên là các cháu gọi bằng bác, bằng chú, bằng cậu. Rồi đến các chất của bộ này chuẩn bị. Cụ thì nên thắp hương để ghi vào hình ảnh cho các chất của cụ. Các chất còn bé nhỏ thì đứng để cho các chất của cụ đứng lên cái ghế, đứng lên cái ghế, chất đứng lên cái ghế. Rồi mi cuối tới rồi. Các cháu và các chất còn thắp đứng lên cái ghế để thắp hương cụ. Sau đó đến các cháu các chất rồi thì là bên bây giờ con cháu của cụ chúng ta hãy nghiêm trang để chuẩn bị để tiếp hành trình lễ tang của cụ sáng hôm nay theo sự ấn định của ban tổ chức và gia đình chúng tôi vào hồi 7 giờ sáng hôm nay là ban tổ chức đảng bộ của xã Phúc Tuấn sẽ cử hành tổ chức lễ truy điệu và tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin kính báo với các cơ quan đoàn thể, các ban ngành, các cụ, các ông, các bà, quý khách gần xa và họ nội, họ ngoại, thân bằng cô hữu, các bè bạc thông niên gia, nhất là bà con làng xóm để trở về với gia đình nhà tang chúng tôi để thể hiện với nghĩa từ là nghĩa tặng được đông đủ các cơ quan đoàn thể, họ hàng nội ngoại về sáng hôm nay để dự lễ an táng thiên đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Vậy rất kính mong các cụ, các ông, các bà cùng các quý đại biểu cầu nguyện tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng để nơi suối vàng cụ được thảnh thơi, nơi chín suối được Đức Phật phù trì đưa hồn về tới từ bi khác thường. Đội ơn đức địa tạng hương mình đồ cứu đặt một trình tan không. Sáng hôm nay con cháu buổi chiếu sáng nay thì chỉ cần các con cháu của con ấy thì bác nhất A Di Đà Phật. A Phật vô số hoa Bồ Tát chúng địa phổ biến tứ thập bát nguyện độ chúng sinh kiều phẩm hàm linh đăng bị ngạ la. La mô di đà Phật, La mô
và gia quyến đồng chí Đặng Quang Phiếu. Đồng chí Đặng Quang Phiếu, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 50 năm tuổi đảng, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng. 5 phút ngày 19 tháng 10 năm 2017, tức ngày 30 tháng 8 âm lịch. Đây là một mất mát lớn đối với đảng bộ, nhân dân xã Quốc Tuấn và gia quyến đồng chí. Hôm nay, trong niềm tiếc thương vô hạn, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân xã Quốc Tuấn và chi bộ thôn Kiều Hà 2 và gia đình tổ chức trọng thể lễ tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Trước giờ phút vĩnh biệt đồng chí Đặng Quang Phiếu, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tất cả chúng ta, những người thân, bạn bè, đồng đội, đồng hương, đồng chí, đứng bên linh cữu đồng chí, kính cẩn nghiêng mình trước giờ phút tiễn đưa đồng chí về nơi vĩnh hằng. Xin phép cho tôi thay mặt các ban tổ chức lễ tang, những người thân trong gia đình đồng chí, xin được lược thuật qua cuộc đời thân thế đồng chí Đặng Quang Phiếu. Đồng chí Đặng Quang Phiếu sinh ngày 8 tháng 4 năm 1931 tại xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Từ tháng 12 năm 1948 đến hết năm 1949, đồng chí là tiểu đội trưởng dân quân du kích xã Quốc Tuấn. 150, đồng chí là văn phòng xã đội, chấp hành đoàn thanh niên trong quá trình hoạt động cách mạng vào tháng 12 năm 1950. Đồng chí bị địch bắt và tra tấn dã man. Đến tháng 5 năm 1950, đồng chí được thả tự do. Từ năm 1953 đến năm 1955, đồng chí trở lại công tác làm thuế ở nông nghiệp thôn Kiều Hà. Từ năm 1959 đến năm 1967, đồng chí là giáo viên cấp 1 giảng dạy ở các xã Quốc Tuấn, Hồng Thái. Đồng chí được bổ nhiệm làm hiệu phó trường phổ thông cấp 1 xã Quốc Tuấn. Xét công lao, cống hiến và phấn đấu của đồng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam và chuyển chính thức ngày 29 tháng 4 năm 1969, đồng chí giữ chức vụ hiệu phó trường cấp 1, 2, các trường Đồng Thái, Quốc Tuấn, An Hồng, Đặng Cương. Từ năm 1977 đến năm 1978, đồng chí được giao phụ Kiều Hà 2. Đồng chí còn tham gia hội viên hội người cao tuổi. Trong thời gian tham gia công tác, đồng chí luôn quan tâm, theo dõi, động viên, góp ý xây dựng các phong trào của địa phương, là mối quan tâm thường xuyên của đảng viên lão thành như đồng chí. Với 86 năm tuổi đời, 50 năm tuổi đảng, để ghi nhận lòng kiên trung, tinh thần tận tụy và đóng góp to lớn của đồng chí, Đảng và Nhà nước trân trọng trao tặng đồng chí nhiều bằng khen, giấy khen, huy hiệu 50 năm tuổi đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác. Mất đi, nhưng cái lớn nhất của đồng chí để lại là tấm gương và lòng trung thành, tính khiêm tốn, ham học, thương người, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ khó khăn về mình. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cuộc đời của đồng chí là tấm gương sáng để cán bộ, nhân dân địa phương yêu quý, kính trọng, mãi mãi noi theo. Người cha, người ông mẫu mực, giàu đức hy sinh, nhân ái, tần tảo chịu đựng mọi khó khăn, đồng chí có 3 người con trai, trong đó 1 người con là liệt sĩ, 2 người con gái
Đến nay các anh các chị đều là người công dân tốt, gốc rễ bền sinh dập bóng, nguồn rộng sâu tạo dòng chảy không ngừng. Đồng chí có 5 cháu nội, 6 cháu ngoại, 17 chắc. Lối tiếp truyền thống gia đình, các cháu các chắc đều là con ngoan trò giỏi của gia đình. Kính thưa đồng chí Đặng Quang Phiếu, hôm nay chúng tôi có mặt tại đây tiếc thương tiễn đưa đồng chí về an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi nguyện cùng đảng bộ, nhân dân xã Quốc Tuấn đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu, tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà Đảng ta, Bác Hồ và các thế hệ cách mạng đi trước đã lựa chọn. Kính thưa đồng chí Đặng Quang Phiếu, nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước, nhân dân giao cho đồng chí suốt mấy nhiêu năm qua, đến đây đồng chí đã hoàn thành trong đồng chí. Mong đồng chí hãy thanh thản ra đi, yên nghỉ chốn vĩnh hằng. Xin để tỏ lòng tiếc thương vô hạn đồng chí Đặng Quang Phiếu về nơi an nghỉ cuối cùng, một phút mặc niệm. Chúng tôi xin thay mặt gia đình cảm ơn toàn thể các vị đại diện cho đảng, chính quyền và các ban ngành của xã cũng như toàn thể bà con lối xóm hôm nay đã đến đây thắp nén hương chia buồn với gia đình và cùng gia đình chúng tôi đưa bố tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Thay mặt gia đình xin chân một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn, và sau khi đưa bố tôi về nơi an nghỉ cuối cùng thì tôi mời các cụ, công, các bà, các đồng chí lãnh đạo của chính quyền địa phương về dự bữa cơm trên tay với gia đình chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Toàn thể nhân dân đứng dậy để dành một phút để mời nhà cụ và nhà cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin trân trọng kính mời. Thôi
từ đây ông đã mãi mãi rời xa ngôi nhà mái ấm, nơi ông đã sống di dưỡng tuổi già trong sự chăm sóc phụng dưỡng của các con với tất cả tấm lòng hiếu nghĩa đền ơn. Xe đưa ông tới non tiên cảnh Phật, dẫn hồn về với đất Tây Phương. Sau xe là cả niềm thương, nỗi nhớ của cả quê hương xóm làng. Đúng là trên thế gian này không còn có nỗi đau nào hơn cảnh chia ly giữa người ở lại chốn trần gian với người về nơi chín suối. Chính vì vậy mà cổ nhân xưa đã từng nói: sinh ly giữ từ biệt, từ cổ tị toan tân. Tạm dịch nghĩa là sự chia ly giữa kẻ sống và người chết từ cổ đến giờ đều thấy cay ở mũi. Ngày nay một bậc vĩ nhân của nước ta cũng có câu: đành rằng sự mất còn là luật chung của tạo hóa, nhưng gặp lúc sinh ly tử biệt thì khó mà ngăn nổi nỗi xót thương. Có nỗi đau nào hơn nữa không? Đầu xanh đầu bạc quặn trong lòng, ra đi người để bao thương tiếc, nước mắt trào đau chảy vào trong. Trong giờ phút tống trung thiêng liêng này, mọi người đã có mặt đông đủ. Lễ hành tang và an táng ông lung linh bóng nước in trời, in cả đoàn người theo bước hành tang. Tiếng trống phách, tiếng kèn của hai đoàn nhạc yếu hòa quyện vào nhau như bản hợp xướng trầm hùng, vang vọng một vùng quê dạo rực trong tim, rung động lòng người. Đến với lễ tang ông hôm nay bằng cả tấm lòng, đội trống đội kèn tiễn biệt người,
trong giây phút thiêng liêng và sang trọng. Tiếng trống tiếng kèn nghe vang vọng một vùng quê, tiết tấu nhạc buồn mà chan hòa cởi mở. Đó thực sự là đoàn kết, bản hợp xướng của đồng quê vang trong khoảnh khắc. Nỗi tiếc thương này lắng đọng sâu xa. Khi sống, ông luôn trân trọng tình làng nghĩa xóm, nên khi ông đi xa, tình làng nghĩa xóm đối với Tam Quyến như một nhà thủy chung như nhất. Con đường từ đây vắng bóng người, những chiều nhàn tảo bước dạo chơi, ngắm cảnh quê hương đang đổi mới, giờ đã chia xa cảnh với người. Người đi cảnh vật cũng âu sầu, rì rào cây lá rụng buồn đau. Quên sao người đã từng gắn bó, chưa tối từ đây biết tìm đâu. Đây cảnh xóm làng đất quê xưa, hòa cả lòng người đau tiễn đưa. Đưa cha, đưa chú về nơi ấy, mỗi bước đường đi mắt nhòa mưa. Khi đến gần huyện, trong giây phút đau thương tràn đầy nước mắt này, con cháu muốn níu giữ cỗ quan tài từ từ đi xuống huyện. Thiên thu vĩnh biệt là đây, ơn trời cao lồng lộng, ơn đất dày thẳm sâu. Sống nhờ đất, chết lại về với đất, bởi có tình người làm ăn chân thật. Ông cha ta đã dày công nuôi đất, đất tốt tươi, đất lại nuôi người. Đúng là người với đất là bạn đời muôn thuở, và đất nước này cũng trải qua bao cuộc thăng trầm lịch sử. Ta nhớ ơn người muôn thuở đất nước ơi. Đây, nắm đất quê nhà, con cháu đắp lên phần mộ, chúc người yên nghìn thu thơm thảo đất nước làng quê hương. Ôi, cái chết đã gieo mầm sự sống, người hóa thân vào đất quê hương, cho hoa trái bốn mùa hương thơm vị ngọt, cho đồng quê bát ngát mùa vàng. Thank you.
khóc cha, con viết vần thơ máu bởi cuộc chia ly quá bất ngờ. Nỗi đau còn mãi cùng năm tháng trút xuống đầu con cháu bơ vơ. Đứng lặng trước mộ cha hoa phủ, không thể tin rằng đã mãi xa. Họ hàng đó ngàn đóa hoa tương tiếc, gọi cha hoài sao cha vẫn đi đâu. Trời hỡi vì sao giông tố nổi, phải chăng xanh thẳm cũng đau lòng. Trước cảnh cha tôi lìa dương thế, mây sầu tỏ những giọt mưa trong. Rồi đây những đêm trường vắng lạnh, ai người ra mộ gọi cha ơi. Hồn cõi linh thiêng về chốn cũ, đừng ở nơi này cõi đơn côi. Đau đớn quá cha ơi, thôi vĩnh biệt, nỗi nhớ thương không nói thành lời. Nuốt lệ vào tim đành im lặng, mỗi đêm buồn con lại gọi cha ơi. Cha ơi, cánh hạc vân du thiên thu vĩnh biệt, đất trời cách ngăn. Ước mong gặp cha một lần đoàn tụ quây quần yêu thương. Hương thơm đặt tại mộ người, nỗi niềm thương nhớ biết thời nào quên. Ân sâu nghĩa nặng báo đền, chúng con mãi mãi sẽ ghi tạc lòng.